Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng CBiz. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới và thú vị nhất có trong ngày hôm nay nhé. Triệu Lệ Dĩnh đã trải qua nhiều thăng trầm trong những năm nay không hề dễ dàng. Cô không có xuất thân tốt và không có mối quan hệ nào. Vậy nhưng không có ai là hoàn hảo, Triệu Lệ Dĩnh trên sân khấu chói lọi là vậy, nhưng nếu để ý sẽ phát hiện, trong khi các nữ diễn viên khác tiếp xúc trò chuyện với nhau, còn Triệu Lệ Dĩnh thì thường chỉ đứng một mình. Nguyên nhân có thể liên quan tới tính cách của cô nàng, Triệu Lệ Dĩnh không giỏi chủ động bắt chuyện với người khác. Ngoài ra, mối quan hệ giữa các cá nhân trong làng giải trí rất phức tạp, và tất nhiên, có rất nhiều người tôn thờ kẻ cao, coi thường kẻ thấp, xuất thân và học vấn của Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên bị phàn nàn. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh lại đạt được nhiều thành tích cao, thành tựu tự nhiên đó khiến rất nhiều người đố kỵ, ghen ghét và hận thù trong lòng. Đây cũng là nguyên nhân khiến Triệu Lệ Dĩnh không được ưa chuộng. Triệu Lệ Dĩnh không thể phản bác ý kiến và cách làm của người khác, cô chỉ có thể lấy thái độ làm ngờ. Trên thực tế, chuyện này không chỉ xảy ra trong làng giải trí mà còn là hiện tượng phổ biến ở ngoài xã hội. Triệu Lệ Dĩnh lên đỉnh nhờ kỹ năng diễn xuất, trong khi nhiều ngôi sao lên đỉnh nhờ nhan sắc hay chiêu trò. Nói một cách dễ hiểu hơn, Triệu Lệ Dĩnh chỉ nói chuyện với những người cô cảm thấy hợp, vậy nhưng lại có biểu hiện cự tuyệt khi đối diện với người lạ hoặc người mà cô không thích. Vì vậy, Triệu Lệ Dĩnh luôn đi theo con đường của riêng mình và không cần quan tâm tới ý kiến của những người khác. Trang Minis ngày 12 tháng 2 có một bài viết gây xôn xao mạng xã hội khi tổng hợp lại những hình ảnh người đẹp họ Triệu bị san tiểu hoa đán 8X, gồm Dương Mịch, Angelababy, Nghênh cô lập. Không chỉ một mà là nhiều sự kiện, Triệu Lệ Dĩnh lộ hình ảnh bơ vơ ngồi một mình tủi thân trong khi các đồng nghiệp bên cạnh túm tụm chụp ảnh, trò chuyện vui vẻ với nhau. Khoảnh khắc khiến nhiều người xôn xao trong sự kiện đêm Weibo 2021. Dù ngồi cùng một hàng ghế, vậy nhưng trong lúc Angelababy, Dương Mịch, Nghênh và Châu Đồng Vũ mải mê chụp hình tạo dáng trước đằng siêu, thì Triệu Lệ Dĩnh ngồi một mình sụng chân bên cạnh. Các nghệ sĩ vui vẻ chụp hình cùng nhau, chứng minh mối quan hệ thân thiết và gắn bó. Tuy nhiên, trong khung hình này không hề có mỹ nhân họ Triệu. Lúc sau mỹ nhân hot nhất của showbiz đứng trên sân khấu tạo hình chụp ảnh, dân tình tìm đỏ mắt cũng không thấy Triệu Lệ Dĩnh đâu. Hóa ra cô nàng ngồi một mình phía dưới xem chương trình. Tình huống gượng gạo tiếp theo đó chính là tại chương trình Tình Quang Đại Thuồng 2020. Thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh được xếp ngồi chung một bàn với Lý Hiện, Dương Mịch và Ngô Diệc Phàm. Rất nhiều netizen chứng kiến khoảnh khắc nữ diễn viên tam sinh tam thế cố tình bơ đẹp đồng nghiệp. Triệu Lệ Dĩnh khi ngồi ở chỗ có gật đầu chào Ngô Diệc Phàm và được anh chàng giơ tay ra hiệu chào lại. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nàng xăm xăm, Dương Mịch lại ngay lập tức quay đi, không nở nụ cười. Sau đó ra hiệu cho Ngô Diệc Phàm tiếp tục chơi game cá sấu cắn tay tiếp. Tiếp theo đó, tại sự kiện Baza Icon 2021, Triệu Lệ Dĩnh được sắp xếp ngồi chung với Lưu Thi Thi, Nghênh và Angelababy. Trong lúc bà xã Huỳnh Hiểu Minh cùng tình cũ Phùng Thiệu Phong vui vẻ trò chuyện, nữ diễn viên họ Triệu lộ khoảnh khắc lặng lẽ theo dõi chương trình, không quay sang tám chuyện, giao lưu với Lưu Thi Thi. Nhìn những bức hình trên, các fan không khỏi xót xa và lo lắng, người hâm mộ luôn ngóng chờ sự xuất hiện lộng lẫy của nữ thần sở kiểu chuyện tại các thảm đỏ hoành tráng. Vậy nhưng điều mà họ mong muốn chính là được thấy tâm trạng vui vẻ, được gặp gỡ và trò chuyện cùng đồng nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh, chứ không phải những bức hình cô đơn như thế này. Nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn nút biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!